kêu chao chát bên hè. Mẹ dậy sớm xe rơm ủ lửa, tiếng thở dài con vẫn thường nghe. Chúng tôi được biết khá nhiều dần thơ, những tản văn viết về mẹ của nhà văn Nguyễn Trung Nguyên. Trong đó dần thích nhất câu chuyện Lá Rụng Phương Nào, kể về những tháng năm tần tảo ngược xuôi của bà má quê nuôi các con khôn lớn. Để rồi, dù đi bất kỳ nơi đâu, con đường dẫn vào mái nhà xưa luôn thật gần. Vì đó là đường về quê mẹ, là nơi để các con tìm về với yêu thương, với cội rễ của đời mình. Hình ảnh hiền hòa của một ngôi nhà dưới vườn cây xanh mát chưa phải là điều làm chúng tôi thấy thích nhất, mà đây mới là hình ảnh làm chúng tôi cảm thấy bình yên, gần gũi, thân thương quá đỗi trong những đoạn phim của mình. Theo lời kể của các con, thì 70 năm qua, từ khi về chung một mái nhà, ông bà đã sống với nhau đầm ấm, gắn bó từ khi tóc xanh cho đến khi tóc đã phai màu, theo kiểu mà dân gian vẫn thường nói, răng long, đầu bạc. Cuộc hôn nhân của ba má tôi thì dường như tôi không thấy nó giống như những cuộc hôn nhân gần đây. Như bây giờ, thời trẻ này, mà ông bà đến với nhau một cách rất là hồn nhiên và gần như là hai cái mối nối nó khớp với nhau, hoàn toàn không có tì vết gì hết. Cho đến hôm nay cũng vậy. Thành ra nếu mà nói là cả 70 năm, 70 năm là cưới nhau, ông bà giờ đều trên 90 chân rồi, mà chưa có một cãi giả nào thì có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật. Thầy bà thì hiền mà bà giỏi giắn lắm, làm việc gì cũng được, mua bán giỏi. Thương yêu thì lúc nào cũng vẫn thương yêu, nghèo giàu gì cũng vậy, lúc có tiền lúc không tiền cũng vậy. Người ta không có tiền, người ta quạo, người ta gây lộn, chữ lộn, đánh lộn. Tôi không có, không bao giờ có, không giận hờn gì hết. Bà nhà ông gặp nhau rồi kết hôn là năm đó bà bao nhiêu tuổi à? 19 tuổi, ông 25, 6 gì đó không biết. Rồi lúc mà 19 tuổi cái năm đó là bên nhà ông cụ đi nói bà, nhưng mà lúc đó là hai người có gặp mặt chưa, có biết nhau biết chưa? Biết nhau rồi, người ở trong trong, người ở trong ngoài chứ đâu. Biết mặt bình thường mà đều không có nói chuyện, không có quen. Có hơn lúc qua lâu lâu tôi bơi chuồng nhỏng xong là ông kêu tôi có gian với người bạn nữa. Kêu chị ơi làm ơn cho em có gian ăn xong với chị. Tôi nói thôi, kêu bằng em cho, kêu bằng chị không cho. Tôi ngồi chốc chốc sao đổi nó. Chị nói thôi kêu bằng em, ghé lại cho hai người ngồi khẩm cái chuồng này, bơi qua xong. Cái lên cái ông này cũng nói cảm ơn em, mốt anh trả ơn lại cho. Nói vậy, nói nghe nhẹ hiều vậy đó. Lúc mà đám cưới thì chắc con nghĩ có vàng cưới nha bà. Hồi đó làm giải phóng mà đâu có gì, có đâu bông không à. Ý 600 ngàn à, bao nhiêu đó. Rồi cái đôi bông cưới đó, đôi bông kiểu bông bù u, bông cưới xưa vậy, đó, đâu rồi à? Đâu bông rồi? Vậy đó, trời ơi, bán 80 lời rồi, nghèo cực quá bán rồi. Thì chừng nào có chấm nữa rồi, nghèo bán nữa, lúc nào hết chốn đó. Trời ơi, lo cho con mà bữa bán ít bán nhiều vậy đó. Rồi bữa nó có mua này mua nọ đó, rồi mua cho nó. Thầy cô kêu sắm cái gì đó. Trời đất ơi, không có đủ hai bộ đồ cho nó nữa. Rồi cấp lộn xộn đó, mới đi thành phố. Thành phố lên thì nghe. Thì nghe trước cái thằng Sơn mới có, thằng năm qua đó, mới có 12 tháng à. Rồi ông giữ nó, tôi bán bánh, nuôi ba đứa đi học. Trời ơi, giá đất buổi sáng bán 2 cây đất đá, rồi trưa cái nửa cây. Bán không kịp, bán cái khan tiếng thôi. Vỗ dai vậy, 10 bọc, 5 bọc, 10 bọc, 5 bọc mà. Vỗ dai thì tôi lắc đầu biết, tôi nói không nghe tiếng. Thì trồng đất đá đổ ly chi gô với bỏ nhau khô rồi vô đó. Cột lại, người lại 5 bọc, 10 bọc. Vậy là mùa thâu sáng cái mua đặt hết trơn, mua một hơi là 2 cây lá hết trơn. Dắt chưa, cho một thùng nghiêng nghiêng ra,
tôi bán nửa cây nữa. Mua tảo bán tần rồi nhà đôi khi cũng chưa có mua được. Nhà mướn. Nhà mướn mà cũng cho con đi học hả bà? Nhà mướn, không có giờ nào không đi học hết trơn. Mới lên đó thì nghe thì thằng này đi học trường Nguyễn Trãi. Rồi thằng lớn, thằng anh hai nó học trường Đức Lộc. Cái sau nghỉ hè, cái tôi cho nó vô ông cha học. Học 3 tháng hè đó. Tôi đem nó vô, cái người ta vợ, ông cha vợ sách cha thấy nó nhỏ, mấy đứa học giỏi lắm. Kệ sau lũ rồi cũng thâu nó luôn đi. Thâu luôn cái bữa nó vô thăm nó cái nó học giỏi quá, cũng cho tôi đi. Rồi tôi giúp đỡ cho hết nghèo nữa. Nó nhất định là không chịu. Con tôi là bao nhiêu vàng tôi không chịu chứ. Ngoài 90 tuổi, con cháu đề quề, bà vẫn như thế, hiền hòa, đôn hậu, đúng chất của một bà má Nam Bộ xưa. Đón khách đến thăm, bà muốn tự tay làm đãi chúng tôi món bánh quê, vừa tỏ lòng mến khách, vừa có dịp để gợi nhớ bao ký ức, bao kỷ niệm. Bà kể cho chúng tôi nghe về những tháng năm vất vả, thăng trầm của nghề làm bánh và những chắc chiêu gói trọn yêu thương của một người mẹ. Cứ mỗi buổi sáng ngủ là có một cái gói bánh trên đầu. Đó, có thể nó là bắp hầm. Bắp hầm mà má rất là tinh ý là biết thằng Trung nó thích cái cơm cháy. Chừa cơm cháy cho nó. Mà sáng mở mắt ra là thấy một cái tô bắp hầm ở ngay cái đầu giường. Đó, để đó là dành cho nó. Thành ra thỉnh thoảng ở thành phố bây giờ tôi vẫn chạy xe tôi tìm những cái món bắp hầm như này. Những món xôi hoặc là bánh chuối. Đó là những món ngày xưa mình ăn. Nuôi lớn cả một cái quãng đời của mình. Hoặc bánh chuối, bánh dây lợn, anh chồng một quán rồi đó. Đem tôi bán. Cái tôi thấy lộn xộn quá. Tôi kêu bỗng về quê. Làm sao bà lại biết làm món này món nọ, buông cái này bắt cái kia để mà lên Sài Gòn bán khéo như đi vậy? Đi học, học người ta. Đi đám cưới thì cứ theo bà thợ nấu không à. Rồi học thợ nấu ăn. Còn đi theo mấy người lớn, người nào biết món bánh thì nói món gì về làm món nấy. Bà giỏi, bà là anh giỏi, bà lo. Lo nhiều khi tôi không biết à. Làm để dành tiền cho con học. Bà làm đủ thứ bánh á. Làm bánh gì cũng được. Làm rồi hai người cùng đi bắt. Làm rồi khuya rồi 3 giờ là đi rồi đó. Đi ra đồ lộ. Mới lên xe đi xuống lộ 20 bán. Làm vậy. Nước nổi, đường này đi nước nổi trong miếu bà đó, nước nổi tới đây. Cũng vẫn đi như thường. Với nhà văn Nguyễn Trung Nguyên, gian bếp, mùi khói nồng nàn, quyện trắng là hình ảnh thân thương mà suốt đời này anh mãi nhớ. Những hôm má thức khuya, dậy sớm, bếp lửa hồng má nhóm trong yêu thương đã trở thành ký ức không thể xóa nhòa, để rồi hóa thành những dần thơ mộc mạc mà anh dành cho má. Cứ mỗi năm tháng 9 nước về, con chim lại bên hè trao chát. Có rơm sớm làm nhò tóc bạc, tiếng thở dài mình mẹ lắng nghe. Thời điểm đó thì gia đình rất là khó khăn. Ông bà trèo xuống một thứ, xin củi đem về bán. Và sau đó cùng cái phần củi đó mình vẫn để sử dụng trong gia đình luôn. Những phần củi dạt, củi tốt thì mình để mình bán. Thì gần như là gắn cả cái quãng đời thanh xuân. Thì tôi gắn liền với bếp củi này. Hàng ngày thì má tôi nấu nướng, làm bánh, nấu cơm, rồi đại khái tất cả mọi việc đều gắn liền với bếp củi này hết. Và gần như chính cái bếp củi này nó nuôi sống. Bên cạnh chiếc cối kỷ niệm, bà nói kể cho chúng tôi nghe để biết, để vui vậy thôi. Chứ với bà, cực khổ nào rồi cũng qua hết. Bây giờ, nhìn con cháu trưởng thành, yên ấm, thì bao vất vả của ngày xưa, bà đâu có xá gì. Bà ơi, ngày xưa xay bột để làm bánh mà, con nghe nói là bà có xay bột để bán nữa phải không bà? Xay bột bán không cái gì nữa, xay bữa 15 lít gì, thôi hai bữa đi bán. Xay cũng bằng cái cối này giống vậy hả bà? Có bự hơn mà cũng vậy đó. Xay bán cả chục năm. Như vậy thì chắc là phải thức
Dậy sớm lắm để xây. Khuya để xây, khuya xây tới sáng đó. Để nó không đi chợ, không có gấp. Người nào ở nhà, ngày nào ở nhà xây bột. Xây tới sáng là lượt, rồi bồng, rồi phơi. Mà xây tay như vậy con nghĩ mỏi tay lắm à. Thế mỏi tay đổi tay khác. Ráng xây chứ sao, không xây con mình đói làm sao. Mần bán không có đứa nào gì mần được hết trơn. Khuya vậy mần làm rồi đi bán, rồi gánh đi vậy hả. Còn xôi thì bưng, bưng đi bán đầu lộ, bưng chút về cái ông qua sổ, ông nói bộ chị đem cho anh ta gì mau quá vậy, vô chỗ. Người nào cũng gói, ba bốn gói rồi không gói, đắt lắm. Rồi bán ở khi gặp tao hoạn nạn cũng cho tiền ta nữa. Mình nghèo mà thấy người còn nghèo hơn. À, thấy hai mẹ con của thằng Hiền ở xóm đó, cái ba mẹ con bữa tôi đi bán xôi, bán thau xôi với bánh dây lợn phần nữa. Cái sáng cái nằm con với đứa nó dắt mà đi về khóc, xóm trồng ngọn đi lấy nhạn bỉ, nó hỏi anh sao mà đi về khóc vậy, làm gì đây, ngồi nói tao nghe coi. Ngồi xuống thì thằng nhỏ dẫn đi cũng không có bánh ăn, còn nhỏ ẩm trên tay mà đi qua bà Lầm. Vì ông nhà ruột mà bà già chồng bà đuổi đi, bà không cho lòng xu nữa. Hỏi đây qua bà Lầm nhiêu, nó 25 ngàn. Còn đây ông mua 10 ngàn nữa, 35 ngàn mà không có lòng xu nào dính túi trơn. Rồi không có bánh cho con ăn nữa. Thế còn có bánh dây lợn cho nhỏ nó ăn rồi chuyển ra coi bị tiền bán được nhiêu, cho nó 25 ngàn đi bà Lầm. Cho 10 ngàn về ông Môn. Rồi đi về tới giờ mà ăn khá không hổm gì à. Nhỏ đó có vợ rồi. Có 20 đứa con vậy. Hồi đó nhờ má tao mới đi tới giờ này. Má nó vậy. Thấy là tội nghiệp. Để giúp người ta thiếu gì. Rồi cái bây giờ có bà Sáu ở gần á. Không hổm mà nói chị bán tới giờ người ta còn nhắc chị đó. Gặp ai nghèo thì cho. Bán thì cho thêm. Những gói bánh quê, từng lít bột gạo nếp từ đôi tay mẹ đã nuôi dưỡng 7 người con khôn lớn trưởng thành. Anh Nguyễn Thanh Long là con trai thứ 7 trong gia đình. Anh kể hồi nhỏ ham học và học giỏi lắm, nhưng nhà xa trường phải đi bộ tận 6 km. Mỗi sáng chỉ ăn bánh khoai mì mẹ làm. Có hôm vì đói quá xỉu ngang giữa đường. Mới đó đã mấy mươi năm, cậu bé ngày nào nay đã vươn cao cùng với những ước mơ của đời mình. Nhưng với anh, tình yêu thương của ba má luôn là nguồn động lực để anh thành công. Dù mình ở Sài Gòn, nhưng mà tuổi thơ của tôi vẫn gắn liền ở cái quê này. Đó là quê hương. Nghĩa là cái chỗ này nó đã nuôi sống mình. Nó đã cho mình cái nghị lực để làm. Ngày xưa, cái thời mà gian nan đó thì gian rất là gian khổ, ba mẹ tôi là đã lo cho anh em tôi, nói chung là bằng tất cả tấm lòng, rất là gian khổ thì để nuôi anh em tôi. Thành ra là bây giờ tôi rất là trân trọng cái chuyện đó. Câu chuyện của ông bà đã mang đến cho chúng tôi niềm thương mến, ngưỡng mộ và trân quý. Đặc biệt, sự hy sinh của một người mẹ chất phác, hiền lành chính là cội rễ của yêu thương. Còn quê hương là nơi mà các con, dù có đi đâu xa, cũng mong ngóng được trở về. Bên vòng tay của mẹ, hít hà mùi khói bếp thân quen, để được hồn nhiên như những ngày còn thơ trẻ, để được bình yên sau bao vất vả bộn bề. Lá rụng thì về cội, mà cội là phương này, chứ có ở đâu xa.